Để quét phần đậu xanh thì các bạn cần có là đậu xanh nè. Ở đây mình dùng đậu xanh vàng không vỏ các bạn ha. Và đường. Thì bước đầu tiên mình sẽ ngâm phần đậu xanh. Đậu xanh cũng nhanh mềm nên chúng ta không cần ngâm lâu lắm các bạn ha. Mình sẽ bỏ những cái hạt lép nổi trên mặt nè, những cái bụi bẩn này kia ha, để mình rửa lại nữa. Các bạn vo đậu xanh như là vo gạo vậy ha. Mình sẽ vo 2-3 nước cho nó sạch ha. Rồi bây giờ mình sẽ để mình ngâm một chút cho đậu xanh mình sẽ nở ra, rồi mình sẽ đem đi hấp. Thường cái đậu xanh Quốc này nè các bạn thì có làm được rất là nhiều món ha. Ví dụ như bánh trái cây đậu xanh nè, rồi nhân bánh trung thu cũng từ đậu xanh này nè. Rồi bánh đậu xanh nén, bánh đậu xanh viên, nhiều món lắm các bạn ha, bánh bía rồi nữa. Họ sẽ dùng đậu xanh này nè, họ sẽ nấu họ quết ra. Ở đây mình chuẩn bị một cái xửng hấp các bạn ha. Cách quết đậu xanh thì chúng ta cũng có nhiều cách. Các bạn có thể bỏ cái phần đậu xanh này nè, mình nấu trực tiếp bằng nước sôi luôn, xong rồi mình vớt ra các bạn ha. Còn không thì mình sẽ hấp bằng xửng hấp. Thì hôm nay mình sẽ hấp bằng xửng. Các bạn để nước nóng một tí thế này thì mình sẽ hấp. Mình sẽ trải một cái khăn đang cho cái đậu xanh đừng có lọt xuống phía dưới các bạn ha. Các bạn có thể dùng giấy nến cũng được, giấy sát rồi đó, lá chuối cũng được. Rồi mình sẽ trải đậu ra. Về phần đậu thì các bạn nhớ kiểm tra ha, và chúng ta sẽ xới lên để cho nó chín đều. Rất là thơm các bạn ơi. Phần đậu xanh của mình đã chín rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ múc ra. Đậu mình rất là mềm mà nó rất là ngon. Vậy là phần đậu mình đã xong rồi các bạn ơi. Và bước tiếp theo mình sẽ xay cái phần đậu này nhuyễn ra. Tiếp theo mình sẽ xay cái phần đậu mình ra các bạn ha. Bạn sẽ cho đường vào luôn các bạn ha. Mình sẽ cho thêm một ít nước vô các bạn ha. Thấy đậu xanh chúng ta rất là mịn nè, thấy không? Đó. Thì mình sẽ đổ ra tô. Các bạn thấy đậu xanh mình dẻo quánh rất là ngon, các bạn thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đem phần đậu xanh đánh này, mình sẽ đem đi sên trên bếp các bạn ha. Và bước cuối cùng mình sẽ sơn vào đậu xanh của mình các bạn ha. Mình sẽ sơn trên chảo nóng ha. Mình sẽ sơ trên lửa nhỏ hết thôi. Đậu xanh chúng ta nặng tay rồi nè các bạn ha. Các bạn thấy không? Rất là ráo. Rồi mình sẽ tắt bếp, mình sẽ đem ra ngoài ha. Rồi các bạn ha, vậy là mình đã thành công với phần đậu xanh wok của mình rồi nè. Đó. Sau khi sên phần đậu xanh thì chúng ta sẽ để cho phần đậu xanh nguội và để ngoài gió cho phần đậu xanh mình nó sẽ khô lại một tí, nó ráo lại một tí ha. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị giấy kiến và chúng ta sẽ vo đậu xanh thành những viên tròn và chúng ta bọc vào những giấy kiến như thế này, và sau đó chúng ta có thể dọn ra dĩa hoặc bỏ vào hộp để chúng ta mời khách đến chơi nhà khi dịp Tết đến xuân về các bạn ha. Rồi vậy là với vài bước đơn giản mình đã thành công với món bánh đậu xanh viên. Để dịp Tết này có những cái món bánh mứt mời cho khách đến chơi nhà uống kèm với lại trà nóng rất là ngon mọi người ha. Và các bạn đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh của mình các bạn nha.